Trên thế giới, Mỹ đài hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chống lại Trung Quốc. Chính quyền Đà Lan gặp áp lực khi ngày càng nhiều người Hồng Kông nhập cư bất hợp pháp. Ông Pompeo cảnh báo ý về mối đe dọa của Trung Quốc. Tại Việt Nam, Đà Nẵng định hướng trở thành thung lũng silicon khu vực Đông Nam Á. Hà Giang tạm giữ gần 1,2 tấn sủi cạo và cá không rõ nguồn gốc. Điện Biên, nhà hàng tiệc cưới bị bom hàng 150 mâm cổ cưới. Thanh Thanh Huy xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin trưa của kênh FBNC và mở đầu ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, các quan chức cho biết, hôm thứ Tư, Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ hợp tác với nhau trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Mỹ Latin nhằm cản trở các kế hoạch đầu tư lớn vào khu vực của Trung Quốc đại diện ngoại giao mỹ tại đài loan cho biết kế hoạch bao gồm hỗ trợ cơ sở hạ tầng chất lượng ở các thị trường mới nổi kết hợp chiến lược ấn độ dương thái bình dương của mỹ với chính sách hướng nam mới của đài loan nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ kinh tế với đông nam á và nam á cắt giảm sự phụ thuộc của đài loan vào trung quốc Washington vô cùng nghi ngờ về sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh nhằm xây dựng đường bộ, đường sắt và các cơ sở khác nhằm liên kết Trung Quốc với châu Âu, châu Á và hơn thế nữa. Coi đây là kế hoạch lôi kéo các nước vào quỹ đạo của Trung Quốc bằng các hình thức cho vay nợ ngoại giao. Trung Quốc phủ nhận điều này. Đối với một số người từng tham gia biểu tình ở Hồng Kông, trước khả năng bị tước hộ chiếu và phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Hành trình 600 km đường biển đầy nguy hiểm đến Đài Loan là hy vọng thoát thân duy nhất của họ. Chính quyền Đài Loan từng hứa là sẽ hỗ trợ người dân Hồng Kông, nhưng lại cảnh giác với việc sẽ chọc giận Trung Quốc. Điều này mang đến một tình thế khó xử. Người dân bắt đầu chạy sang Đài Loan từ những tháng đầu của cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm ngoái và chủ yếu là hợp pháp bằng đường hàng không. Tuy nhiên, khi luật an ninh quốc gia được áp dụng, nhân viên an ninh Trung Quốc được giao quyền truy kết những những ai muốn rời đi và làm gia tăng những cuộc bỏ chạy sang Đài Loan bất hợp pháp bằng đường biển, gây ra áp lực cho chính quyền Đài Loan. Hàng chục người Hồng Kông đã đến Đài Loan bằng đường hàng không trong những tháng gần đây, bất chấp việc hầu hết các đơn xin thị thực Đài Loan bị đình trị vì virus corona. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra cảnh báo cho Ý về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc vào hôm thứ Tư và mô tả công nghệ viễn thông di động của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ý và quyền riêng tư của công dân nước này. Ông Di Maio cho biết người Ý nhận thức được mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với công nghệ 5G của Trung Quốc và nhận thức đầy đủ trách nhiệm mà mọi quốc gia phải đối mặt khi xử lý vấn đề an ninh. Sự chú ý của Mỹ đặc biệt tập trung vào Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Washington đã nói với các đồng minh châu Âu rằng công ty Trung Quốc gây ra mối đe dọa an ninh vì cho rằng các công ty này hỗ trợ nhà nước Trung Quốc trong việc thu thập thông tin tình báo. Hôm thứ tư, Vatican cho biết Giáo hoàng Francisco đã từ chối tiếp kiến ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cáo buộc ông cố gắng lôi kéo giáo hội Công giáo tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sau khi ông tố cáo mối quan hệ của Vatican với Trung Quốc. Trước đó, ông Pompeo đã chỉ trích Bắc Kinh đang áp đối với quyền tự do, đặc biệt là người Duy Ngô Nhị ở Tân Cương, Phật tử Tây Tạng và các nhà lãnh đạo công giáo ở Hồng Kông. Trong khi đó, Vatican vừa có một thỏa thuận kéo dài 2 năm với Bắc Kinh cho phép giáo hoàng một số quyền về việc bổ nhiệm giám mục Trung Quốc. Các quan chức tòa thánh coi đó là sự tiến bộ sau nhiều thập kỷ của người công giáo Trung Quốc bị dẫn dắt một cách không công khai. Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm thứ tư ngày 30 tháng 9 gọi cuộc tranh luận của ông Donald Trump là một sự xấu hổ quốc gia và nói rằng cử tri sẽ không ủng hộ cho ông ấy trong cuộc tranh luận với ông Biden vào tối thứ ba, ông Trump nói sẽ không cam kết chấp nhận kết quả bầu cử và nạn về việc gia tăng số phiếu bầu cử gửi qua thư sẽ dẫn đến tình trạng gian lận trên diện rộng. Ông Biden kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho mình với số lượng áp đảo đòi lại bỏ mọi khả năng đảng Cộng hòa và ông Trump không chấp nhận thua cuộc. Các đồng minh NATO là Pháp và thổ nhĩ kỳ đã rất tức giận trước căng thẳng quốc tế gia tăng khi các cuộc đụng độ khốc liệt nhất đang diễn ra giữa Azerbaijan và các lực lượng Armenia kể từ giữa năm 1990. Vào ngày thứ tư của cuộc giao tranh, Azerbaijan và người Armenia vùng Nagorno-Karabakh cáo buộc nhau dùng pháo kích dọc theo biên giới miền núi Nam Caucasus. Hàng chục người đã được báo cáo thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ Chủ nhật. Sự bùng nổ trở lại của một trong những cuộc xung đột đóng băng đã làm dấy lên lo ngại về sự ổn định ở Nam Caucasus, một hành lang cho các đường ống dẫn dầu và khí đốt đến các thị trường thế giới. Và nhiều khả năng, các cường quốc trong khu vực như là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị lôi vào cuộc chiến này. Ngoại trưởng Iraq Ford Hudson đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư vào ngày 30 tháng 9 là Iraq sẽ bảo vệ các tòa nhà của cơ quan đại diện nước ngoài cũng như các nhà ngoại giao sau khi Mỹ dọa đóng cửa lãnh sự quán ở Baghdad. Trước đó, Thủ tướng Iraq Mustafa Akahimi cam kết thực thi pháp quyền, khẳng định sự độc quyền của nhà nước trong việc trang bị vũ khí và hứa sẽ bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài và các nhà ngoại giao. Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công bằng tên lửa gần Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và các vụ đánh bom nhằm vào các đoàn xe chở thiết bị cho Liên minh quân sự Mỹ diễn ra thường xuyên. Washington đổ lỗi cho các cuộc tấn công như vậy nhằm vào các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. tiếp theo là phần tin trong nước thưa quý vị theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió nên bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 12 giờ có nơi trên 70 mm trên 12 giờ trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua nam trung bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên từ chiều nay ngày 1 tháng 10 đến ngày 2 2 tháng 10, ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng công ty điện lực miền Nam EVNSPC cho biết, đơn vị này đã thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới cho khách hàng là 350,6 tỷ đồng. Nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Công Thương, các cơ chế cho việc lắp đặt, vận hành và mua bán điện mặt trời mái nhà ngày càng rõ ràng và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp. Với nhiều cơ chế ưu đãi đồng loạt được áp dụng như hiện nay, đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, chính là hướng đầu tư hiệu quả cho người dân, nhất là khối doanh nghiệp sản xuất đây cũng là định hướng phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp nói riêng và môi trường xanh của việt nam nói chung Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư công nghệ thông tin, gọi tắt là ICT, Nhật Bản vào Đà Nẵng với sự tham gia của 300 nhà đầu tư và doanh nghiệp ICT tiềm năng của Nhật Bản. Tại sự kiện này, một lần nữa Đà Nẵng khẳng định mong muốn trở thành thung lũng silicon Đông Nam Á với sự chú trọng phát triển ICT và là điểm đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Cùng vị trí thuận lợi, Đà Nẵng hoàn toàn có điều kiện trở thành trung tâm ICT của khu vực. Hiện nay trong số 43 doanh nghiệp ICT tại và Đà Nẵng, Nhật Bản đang dẫn đầu khối đầu tư nước ngoài với 11 doanh nghiệp. Xuất khẩu phần mềm của Đà Nẵng đang có mức tăng trưởng bình quân là 25% một năm, trong đó Nhật Bản và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự tại các địa phương. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết chỉ trong tháng 9, các đơn vị chức năng thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 3.000 vụ kinh doanh hàng lậu, hàng cấm và gian lận thương mại. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu là trên 388 tỷ đồng. Từ nay tới cuối năm, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ còn diễn biến phức tạp thành phố hà nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đồng thời cơ quan này khuyến cáo người dân không kinh doanh sử dụng hàng lậu hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng tại thành phố Hà Nội, mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ 15 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ, phát hiện hơn 500.000 mét khối cát không rõ nguồn gốc. Quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện đa số các phương tiện đang bơm cát đều nằm ngoài phạm vi mỏ được cấp phép khai thác. Hiện vụ việc đang được Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan làm rõ theo quy định hiện nay thực phẩm bẩn không an toàn đang tràn lan trên thị trường đe dọa sức khỏe người tiêu dùng nhất là khi việc nhập lậu thực phẩm không rõ nguồn gốc liên tục diễn ra mới đây cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã phát hiện tạm giữ gần 1,2 tấn sủi cảo, chả cá không rõ nguồn gốc. Cụ thể, tại thời điểm khám một ô tô có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 38 bao tải, có chứa các loại sủi cạo, chả cá dạng viên được đóng trong các túi ni lông có chữ nước ngoài. Chủ hàng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Hiện toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ trước tình trạng đàn vọt thường xuyên tràn ra đường tấn công người dân ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mới đây sở nông nghiệp tỉnh này đã chuẩn bị phương án dăng lưới cước ngăn đàn vọt tấn công người đi đường. Sở nông nghiệp đã giao ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa khảo sát khu vực 700m vọt hay xuống đường để rào lưới dây cước. Chính quyền địa phương này cho biết đàn vọt thường nấp trong bụi cây và chờ người đi đến thì bất ngờ nhảy ra khiến cho người dân bị ngã xe rồi xông vào cắn và đã có 9 người bị vọt tấn công. vì đặt hàng không lấy hay còn gọi là bom hàng đã là một vấn đề nhức nhối của người kinh doanh dịch vụ. Mới đây, một vụ bom hàng dở khóc dở cười đã xảy ra tại tỉnh Điện Biên khi một nhà hàng tiệc cưới bị bom hàng 150 mâm cổ. Trước đó, nhà hàng tiệc cưới ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ nhận được yêu cầu là 150 mâm cổ cưới vào ngày 30 tháng 9. Và sát ngày cưới, nhà hàng đã hỗ trợ dựng rạp ngoài đường chuẩn bị mâm cổ theo đúng kế hoạch. Thế nhưng, đến vào giờ tiệc, cô dâu chú rể và quan khách hai bên không ai à xuất hiện. Đại diện nhà hàng đã phải đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội và kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cổ. Giá các mâm cổ đã phải giảm từ 1,5 triệu đồng xuống còn 500 ngàn đồng. Và rất nhiều người dân địa phương kéo đến để mua cổ ủng hộ, giúp đỡ nhà hàng khắc phục phần nào thiệt hại kinh tế. Đại diện nhà hàng cũng đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết 39 người liên quan đến sòng bạc lớn vừa bị triệt phá trên đường Võ Văn Kiệt đang bị tạm giữ điều tra. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phá sòng bạc lớn, phức tạp bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và đưa gần 200 người liên quan về trụ sở để điều tra, phân loại, xử lý theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền tăng vật khoảng 2 tỷ đồng. Cùng với việc tạm giữ 39 nghi phạm, cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của nhóm người này. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt bác sĩ Trần Đức Quang có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh về vi phạm cho thuê chứng chỉ chuyên môn. Cụ thể bác sĩ này cho phòng khám đa khoa Âu Á tại quận 6 thuê chứng chỉ hành nghề trong khi trên thực tế không làm việc ở đó. Qua kiểm tra và xác minh, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Trần Đức Quang, đồng thời cơ quan này tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của ông trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng 9 năm 2020. Trước đó, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Y tế Phòng khám Đa khoa Âu Á số tiền 221 triệu đồng về hành vi thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Quang xin chuyển sang thông tin về tình hình giao thông thưa quý vị hiện nay mặc dù được cảnh báo nguy hiểm xong tình trạng người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định vẫn xảy ra. Mới đây trên mạng xã hội Giao thông 91 đã đăng tải video ghi lại hình ảnh của ông bình thản băng qua đường. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 38B, đoạn chân cầu vượt Nam Định, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Sự việc bất chấp nguy hiểm qua đường không đúng nơi quy định khiến liên tiếp các tài xế gồm có hai xe khách, một xe tải cẩu phải đánh lái để tránh gây tai nạn. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tình huống rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là là đối với người già. Rạng sáng nay ngày 1 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành truy bắt hàng chục đối tượng tụ tập đua xe trên quốc lộ 20. Cụ thể, sau nhiều ngày lên kế hoạch mật phục, đến 1 giờ 30 phút rạng sáng nay, tại km 75 đoạn qua trạm dừng chân Tân Phú, huyện Tân Phú, lực lượng chức năng đã bắt giữ 17 thanh niên đang tụ tập đua xe cổ vụ đua xe trái phép. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 28 xe gắn máy, đa phần đã thay đổi kết cấu để tăng tốc độ khi đua. Đồng thời, 17 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi đua xe trái phép. Thời gian gần đây, nhiều người dân lưu thông trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn bất an vì thường xuyên gặp những thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Bản tin trưa của kênh FBNC xin được phép khép lại tại đây. Thanh Thanh Huy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả.